nam thanh niên đa cấp quảng cáo lợi ích của việc đi lính mà hai năm qua chưa ai nói cho bạn bạn chưa tốt nghiệp đi lính bạn chán yêu đương đi lính bạn ghét học hành đi lính đi lính một giải pháp tối ưu cho các sĩ tử chưa tốt nghiệp muốn làm lại cuộc đời đi lính các bạn sẽ được bao ăn, bao ở, wifi điện nước free, không lo tốn tiền của ba mẹ. Không những thế, đi lính còn giúp bạn có cơ thể săn chắc, làn da bánh mật mà biết bao cô nàng châu Âu hằng ảo ước. Còn gì tuyệt vời hơn khi bạn và những người đồng đội sẽ được hóa thân vào những chiến sĩ anh hùng tham gia game show, phá bom, đánh thuốc nổ, vui đùa cùng lựu đạn. Đặc biệt, kết thúc chuyến đi, bạn sẽ nhận được một số tiền đủ lấy vợ hoặc lập nghiệp. Bạn còn chờ chờ gì nữa mà vẫn chưa đi lính? Đi lính. Đã trượt là phải đi, đã đi là sẽ thích. Viva 24 giờ cảm ơn bạn đã xem. Hãy tiếp tục theo dõi nội dung tiếp theo từ chúng tôi.